Chúng ta cùng xem sơ qua những cao thủ trong đội đấu tranh bán kết hôm nay. Đây là cao thủ Virus. Virus có vẻ như đang chuẩn bị cho mình một set Voma. Set Voma. Vô trận hay gì đây? Một vô trận này, hai vô trận. À vô trận anh em. Đang một set vô trận nha, 5 món. Để kèm với bao tay vô gian. Đai vô gian và giày vô ma. Đây là một ạc nga mi. Anh ta trang bị cho mình một thanh kiếm sinh lực rất là cao và lá cho mình móc thời gian 140 nữa, sinh lực 180. Và cái áo phòng thủ thời gian phục hồi và thời gian 140, phòng thủ 16. Và đây là mọc lên thớt. Anh ta là một ạc thiếu lâm đào. Trang bị cho mình một set an bang Hồng Mỹ cũng khá là ok. Mát ọp, gần mát ọp rồi. Giá chiền cũng mát luôn. Đào tứ không 3751 3 cấp Như Lai Thường Diệp. Rất đẹp, cái đào này rất đẹp luôn em ơi. Nón mộng lông. Wow, nón mát luôn. 3330 kháng hỏa, sát thương 100%. Nón này cũng quá ok luôn. Đồ, anh ta cho toàn trang bị đồ khủng không nha. Áo thì phục hồi mát này, phòng thủ với lại điểm điểm cấp hơi min thôi, 1-1. Bao tay kháng hỏa 3-3, rất đẹp, thời gian chống 40. Đai lưng cũng ok. Và đây là sóng gió, có vẻ như là một ạc nghe mi. Cũng đang trang bị cho mình một set vô chân. Server này là server... Server này là server Đại Phật Sơn nha anh em. Cũng đã ra mắt hơn 1 năm rồi nha anh em. Nên là những trang bị hồng kim môn phái như thế này thì anh em thấy nó rất là đơn giản và bình thường thôi anh em. Anh em nào cũng có thể sắm cho mình những món hồng kim môn phái như thế này. Và ngày mi sóng gió này cũng đang trang bị cho mình một set vô trần. Để kèm với đai vô gian này, giày vô ma này. Vũ khí thì lái cho mình kháng banh với thời gian chống độc 40. Áo phục hồi, phòng thủ và giam 130. Đai lưng vô giam. Và đây là cao thủ chị hai lãnh đạo. Là một ạc năm độc. Trang bị cho mình một set đăng bang Hoàng Mỹ rồi. Đồ, đồ. Anh ta trang bị đồ rất là đẹp anh em ơi. Nội lực 200, mắt ọp, nội lực 200, mắt ọp. Nội lực 200, mắt ọp. Và gia truyền Hoàng Mỹ cũng mát luôn. Quá là khủng khiếp. Nón chú Phượng. Bao tay Minh Ảo. Anh ta là năm độc đao. Đai lưng U Lung. Đai lưng U Lung cũng đẹp anh em ơi. Đi đao nên là những cái điểm độc xe trưởng thì cũng không ăn thua. Đây âm phong thực cốt 3 cấp thì cũng bỏ luôn. Khi nào anh ta xuống ngựa thì đam thì nó rất là cũng không được mạnh cho lắm. Tại vì anh ta đang theo đao. Cái giày tóc 35, thời gian 140, phòng thủ 21. Cái đao đẹp này anh em. Tóc 30, kháng hỏa 22. Bên sắt 58, đạn móc 53 nè. Thời gian chống 40. Còn phiên vũ rất châu bò. Còn ai chưa coi ra đây. Mercedes nghe mi VIP. Không biết sẽ là trong tem nào anh em chờ đợi trong giây lát nha anh em. Và trận đầu tiên chúng ta đó là giữa đội Gà Thì Sao và đội top 1. Đây là một nghe mi cũng đang trang bị mình một set vô trần. Set vô trần nha anh em. Đài vô gian, giày vô ma, một thanh kiếm vô gian ấy thanh kiếm, minh tóc rồi, 25 và Phật pháp vô biên 1, sát thương ngoại công 54.
áo khăn độc thì Giang phục hồi. Bỏ tay vô Giang. Ok, và bây giờ thì trận đấu đầu tiên của trận bán kết ngày hôm nay sắp sửa bắt đầu. Anh em chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát. Hai cao thủ đang butter các đội chiến đội của mình đã vào vòng đấu bên trong công binh tử. Đợi chúng ta. Ok, và trận đấu đầu tiên cũng là round đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong. Ta muốn xem trận, muốn xem thi đấu. Ok. Hiện tại trận đấu đầu tiên của chúng ta đó là hai cặp đội Gà Thị Sa và đội Top 1. Chúng ta cùng soi sơ qua đồ của cao thủ như thế nào đây. Gà Thị Sao là của chúng ta đó là gồm Mộc Lân Thớt và Sóng Gió. Đây là Thiếu Lâm Mộc Lân Thớt của tem Gà Thị Sao. Anh em chúng ta cùng xem sơ qua. Đây là Thiếu Lâm của tem Gà Thị Sao. Mộc Lân Thớt, anh ta là một Thiếu Lâm Đao. Đang trang bị mình một set đồng băng hồn Mỹ. Cũng khá đẹp rồi anh em. Bao tay tứ không nè. Lúc nãy mình cũng đã soi đồ cho anh em xem sơ qua rồi. Nón mộng long nè. Mình sẽ di chuyển nhanh nha anh em. Áo mộng long nè, đai lưng tứ không. Và giày phục ma. Một thanh đao tứ không 37513 cấp. Và ngày mi sóng gió của tem gà thì sao. Trang bị cho mình một set vô trần. Anh em cùng xem sơ qua những trang bị của đội này. Chúng ta chỉ còn 20 giây để bắt đầu trận đấu, round đấu đầu tiên này. Và bên dưới này là đội dưới này là đội đội top 1 nha anh em, gồm Ngami Mercedes, Ngami VIP. Hiện tại trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu. Băng giá thì lúc nãy mình chưa soi đồ. Băng giá là bạn Thiếu Lâm Đao này anh em. Hiện tại trận đấu đầu tiên, round đấu đầu tiên là bắt đầu rồi. Hiện tại Thiếu Lâm Băng Giá đang cố gắng đam về Ngami Sóng Gió. Ngami VIP cũng vậy, cũng đang cố gắng đam về Ngami Sóng Gió này em ơi. Chúng ta cùng chờ đón liệu hai người cố gắng đam Ngami Sóng Gió liệu có kết thúc được hay không. Và bây giờ có vẻ như Thiếu Lâm bên Gà Thị Sao đang đam Ngami Mercedes, Ngami VIP. Hiện tại hai bên đang giao tranh với nhau. Và bây giờ chúng ta cùng thấy Thiếu Lâm Băng Cực. Băng Cực đang đam về hướng anh Thiếu Lâm Mộc Lân Thớt. Hiện tại hai bên đối phương đánh loạn xạ cái lên, không nhất thiết là một đối thủ nào cả. Chúng ta hãy nên quyết định giết một ạc nào đó đầu tiên đi anh em. Đừng nên giao tranh mà cái lũng củng như thế này thì rất khó mà kết thúc được đối phương. Chúng ta hãy nên kết thúc một đối phương trong phe địch thì sẽ có phần thắng tỷ lệ cao hơn. Chúng ta cùng chờ đón liệu hai trong trận bán kết này, trận đầu tiên này và round đấu đầu tiên này, ai sẽ là người giành chiến thắng. Chúng ta cùng soi sơ qua set đồ của Thiếu Lâm Băng Giá, Băng Cực anh em, sorry anh em, Thiếu Lâm Băng Cực. Sóng Gió đang bị đam. Sóng Gió, người Sóng Gió đang bị đam bởi hai ạc bên đội top 1. Tí nữa xem đồ nha anh em. Giờ xem thì nó mất hấp dẫn rồi nè em ơi. Và bây giờ các bạn như Ngami Sóng Gió và Mộc Lân Thớt đang cố gắng đam Ngami Mercedes, Ngami VIP. Hai bên đều mỗi bên một ạc Thiếu Lâm, Thiếu Lâm Đào và một ạc Ngami Trưởng.
giấc mơ mới đã hội tụ. Bát mạch chân kinh tranh thần thù. Hai bên đang giao tranh khá là khốc liệt. Có vẻ như mình chưa phân đoán được ai là người ăn hơn điểm. Họ đánh rất là khó chịu. Thiếu Lâm mặc lên thớt và bên giá bên cực đang solo với nhau. Thiếu Lâm bên cực mà mình cứ nói nhầm anh em ơi. Sorry anh em nha. Bên cực cho phản bị không phải bên giá nha. Ai sẽ là bên chủ đây? Hai bên phe phái nào cũng rất là châu bò. Có vẻ như ngày mười VIP đã hết thể lực rồi. Mình đang thấy di chuyển rất là chậm. Và bây giờ sóng gió đang bị đam. Sóng gió đang bị đam nhiệt tình. Hiện tại họ đã chia ra solo 1-1. Thiếu Lâm mọc lên thớt thì đang dí ngày mười VIP. Và Thiếu Lâm bên cực thì đang đam về phía Thiếu Lâm mọc lên thớt. Và ngược lại bên sóng gió, ngày mười sóng gió là đam bên cực. Họ đang đam một vòng tròn bốn mạc với nhau. Rất là khó chịu. Tình hình như thế này thì tỷ số thì rất khó phân định luôn em. Chúng ta chỉ còn hơn 2 phút 20 giây nữa sẽ kết thúc cái round đấu đầu tiên này. Và mình xin hello, xin chào tất cả anh em quý đồng đạo Võ Lâm Công Thành Chiến server Đại Phật Sơn và trang chủ Võ Lâm Công Thành Chiến.com. Mình là Duy Khải đây, chúc tất cả anh em một buổi tối xem live vui vẻ nha anh em. Và đây là giải Song Tiệc Sát Thủ trận bán kết trận đầu tiên. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ phân định ra ai sẽ là người lên ngôi quán quân. Trong trận đấu này, nếu ai là người giành chiến thắng sẽ có một vé vào trận chung kết. Và đội nào thua sẽ vào vé trận tranh 3-4 nha năm. Hiện tại đây là round đấu đầu tiên của trận đấu đầu tiên. Đó là đội gà thì sao gặp với đội top 1. Mỗi bên đều có cho mình một ạc Thiếu Lâm và một ạc Nghe Mây Trưởng khá là châu bò. Và bây giờ mình đã thấy có vẻ hai Nghe Mây đang solo với nhau và hai Thiếu Lâm đang solo với nhau rồi. Thiếu Lâm mọc lên thớt đang cố gắng đam thẳng về hướng Nghe Mây Mercedes Nghe Mây VIP. Và sóng gió cũng vậy, hai ạc đang cố gắng đam về hướng Nghe Mây. Họ đang di chuyển ra bên ngoài và cố gắng đam về hướng Nghe Mây. Nghe Mây đang ăn đam rất là khủng khiếp. Đang bị dồn đam, Nghe Mây VIP đang bị dồn đam. Bên cực ở bên ngoài thì vẫn đang cố gắng đam chặn hướng tấn công của Nghe Mây sóng gió. Anh ta vẫn đang đam thẳng về hướng Nghe Mây sóng gió. Hiện tại trận đấu này chúng ta rất khó là phân định ai sẽ là giành chiến thắng rồi. Mình thấy nó đam nó rất là đều, ai cũng có đam cả. Chúng ta chỉ cùng chờ đợi sau 20 giây nữa sẽ kết thúc round đấu đầu tiên này. Và bây giờ round đấu đầu tiên của chúng ta đó là bên cực chiến đội 2 đánh trúng 467.000 điểm và sóng gió bị đánh trúng 528k. Và chúng ta đã có round đấu đầu tiên, đó là bên cực giành chiến thắng. Bên cực là anh ta thuộc đội đội top 1 anh em ơi. Đội top 1 đã có một điểm đầu tiên. Đội top 1 đã có một round đấu đầu tiên, có một điểm chính thức cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ hai chiến đội chúng ta đi mua máu và sẽ bắt đầu round đấu thứ hai. Đúng rồi. Chúng ta cùng chờ đợi round đấu thứ hai sẽ bắt đầu ngay bây giờ, sau vài giây nữa. Tính ra tỷ lệ của hai bên cũng không chênh lệch gì mấy anh em. Một bên là 470k điểm và một bên bị đánh trúng 528k, chênh lệch khoảng tầm 4 đến 50k điểm thôi. Nếu mà suy xét ra thì
đội top 1 họ BK di chuyển cũng khá là đều. Đó là đội của Thiếu Lâm Banh Cực và Nga Mi VIP Mercedes. Đã có một round đấu cũng khá là ok. Chúng ta chuẩn bị round đấu thứ hai. Và rất là đáng tiếc cho đội của Gà Thì Sao, của cao thủ Mộc Linh Thớt và Sóng Gió. Họ đã có một trận đánh cũng khá ok nhưng mà điểm số lại bị thua, nên là round đấu đầu tiên thì họ đã bị thua. Chúng ta cùng tiếp tục vào round đấu thứ hai. Hello, xin chào tất cả anh em đang xem livestream này nha anh em. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại một like, một chia sẻ ủng hộ fanpage nha anh em ơi. Ok, chúng ta cùng vào trận xem trận thi đấu round đấu thứ hai. Lúc nãy mình chưa kịp xem đồ của Thiếu Lâm Banh Cực, và bây giờ mình sẽ soi đồ Thiếu Lâm Banh Cực cho anh em xem sơ qua nha. Thiếu Lâm Banh Cực làm bạc Thiếu Lâm Đao. Chào Hoàng Nhiên, chào Hoàng Nguyễn Hoàng Nam. Đây là Thiếu Lâm Banh Cực. Anh ta trang bị cho mình một set đồng bang 20 28 28 Hoàng Mỹ và cái ngọc bội Hoàng Mỹ 4%. Đi kèm với bao tay tứ không. Nón mộng long. Áo mộng long. Một đai lưng tứ không. Một giày phục ma. Một cái đào thanh đào tứ không rất là đẹp, tóc 29 sắc thương 50 như là thần diệp 3 cấp. Tại Nga Mi Sóng Gió chưa vào được. Anh em cùng chờ đợi trong giây lát nha. Trận 2. Ao ra, đỡ ao ra đánh lại em ơi. Ao ra đánh lại rau 2, ao ra đánh lại rau 2 nha. Ok, chúng ta lại nha anh em ơi. Tại vì Nga Mi Sóng Gió chưa vào được bên trong. Nga Mi Sóng Gió đang bị một chút vấn đề chưa vào được trong. Chúng ta cùng chờ đón rau thứ hai tiếp tục. Lại nào anh em ơi. Thân thông thanh thành. Chúng ta cùng tiếp tục round đấu thứ hai. Round đấu thứ hai vừa rồi đang bị loại vấn đề sẽ đánh lại nha anh em. Và đây là trận bán kết của giải đấu Sông Tiền Sát Thủ. Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai đội thủ của chúng ta, đó là Gà Thì Sao. Đó là gồm Thiếu Lâm Mộc Linh Thớt và Nga Mi Sóng Gió. Và đội top 1 đó là Thiếu Lâm Banh Cực và Thiếu Lâm Mercedes Nga Mi VIP. Và chúng ta cùng soi qua set đồ của Nga Mi VIP đã mất tiêu rồi. Để mình vào bên trong mình soi set đồ Mercedes Nga Mi VIP cho anh em xem sơ nha. Chúng ta sẽ vào round đấu thứ hai ngay bây giờ. Đây là Nga Mi của đội top 1. Cũng đang trang bị một set vô trần thôi anh em. Một set vô trần thì kích được tất cả những trang bị trên người nha. Set vô trần. Bao tay vô gian. Đài vô gian luôn. Giày vô ma. Thanh kiếm vô gian. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào round đấu thứ hai ngay bây giờ. Hiện tại đội Gà Thì Sao họ đang đứng bên phía tay trái của anh em, đó là gồm Thiếu Lâm Mộc Linh Tốt và Nga Mi Sóng Gió. Hai cầu thủ này thì chúng ta sẽ cùng soi đồ qua lại một lần nữa.
một set đăng bang hoàn mỹ. Xích Long Câu, đây là ngâm mi sóng gió. Chúng ta còn một phút nữa bắt đầu round đấu thứ hai này. Và nếu trong round đấu thứ hai này đội top 1 đó là Thiếu Lâm Bành Cực và ngâm mi Mercedes Nga Mi VIP giành thêm một round đấu chiến thắng nữa thì họ sẽ chính thức vào được vé vòng chung kết nha anh em. Họ đã có một round đấu đầu tiên, đã có một điểm cho mình rồi. Trong round đấu này nếu họ chiến thắng sẽ có vé vào chung kết. Hiện tại họ đang dẫn điểm 1-0. Đây là Thiếu Lâm Bành Cực. Chúng ta còn khoảng 30 giây để bắt đầu trận đấu. Và đây là set đồ của Nga Mi Mercedes Nga Mi VIP, cũng trang bị cho mình một set vô trần. Ok, và set đấu round đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Chúng ta cùng cho đón liệu trong round đấu thứ hai này đội Mọc Linh Thớt và Nga Mi Sông Gió họ có thể gỡ được điểm cân bằng tỷ số cho mình hay không. Chúng ta cùng cho đón liệu sẽ như thế nào. Mọc Linh Thớt và Sông Gió họ đã chia ra solo Nga Mi với Nga Mi, Thiếu Lâm với Thiếu Lâm rồi. Để coi Đam sẽ dồn về ai. Hai Thiếu Lâm đang đánh với nhau, hai Nga Mi đang đam với nhau. Trong trận đánh như thế này thì một Nga Mi, một Thiếu Lâm thì hai chiến đội rất là châu bò, nên là chúng ta rất khó mà kết thúc đối phương. Thì cũng trong như rào đấu đầu tiên thì chắc chắn của em rằng họ sẽ đánh cho đến những giây phút cuối cùng. Bên chiến đội nào điểm số bị đánh cao hơn sẽ là người bị thua thôi. Và bây giờ mình đang thấy Thiếu Lâm Mọc Linh Thớt đang cố gắng đâm về hướng Nga Mi Mercedes Nga Mi VIP. Và về Nga Mi Thiếu Lâm Bành Cực thì họ anh ta đang đâm về Nga Mi Sóng Gió. Có vẻ như đàm từ Thiếu Lâm Bành Cực đang đẩy thẳng về Thiếu Lâm Mọc Linh Thớt. Nếu mà trong đánh cái lối đánh như thế này thì mình rất khó là phân định ai sẽ là chiến thắng anh em ơi. Team nào cũng rất là châu bo. Có vẻ như là chúng ta sẽ tính đầm trong những giây phút cuối cùng thôi. Hai đội này thì đội nào cũng châu bo cả. Họ có vẻ họ sẽ rất khó phân định thắng bại trong cái round đấu này. Nên chúng ta cùng chờ đợi trong những giây phút cuối cùng. Chỉ còn khoảng 3 phút 40 giây nữa thôi. Chúng ta có vẻ sẽ chờ đợi điểm số sâu trong những giây phút cuối cùng thôi nam. Bành Cực và Nga Mi Mercedes đang cố gắng đâm thẳng về Nga Mi Sóng Gió. Nga Mi Sóng Gió là một trong những trọng tâm. Ở trong round đấu đầu tiên thì hai cao thủ này cũng cố gắng đánh thẳng về Nga Mi Sóng Gió. Và ở trong round đấu này cũng vậy. Hai người vẫn đang cố gắng đánh thẳng về Nga Mi Sóng Gió. Anh ta đang di chuyển khá là chậm chạp và luôn bị dính những đòn đam từ Thiếu Lâm Đào và những đòn đam Phong Xuân Tố Ảnh. Thiếu Lâm Mọc Linh Thớt thì anh ta cũng di chuyển bên ngoài và cố gắng đam thẳng về Nga Mi VIP. Có vẻ như là hai Nga Mi đã hết thể lực rồi. Ai cũng đi bộ rất là chậm chạp. Hiện tại Nga Mi Sóng Gió đang ăn đam rất là khủng khiếp. Đang bị dính đam rất là khó.
anh ta luôn bị dính những đòn đam từ Nga Mi VIP và Thiếu Lâm Bên Cực. Anh ta rất khó mà nhả đam lại được. Đây là trận giải đấu song tuyển sát thủ, trận bán kết nha anh em. Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội thi đấu này. Và sau khi hai đội thi đấu này chấm dứt thì chúng ta sẽ tiếp tục với đội trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai của chúng ta đó là gồm đội Never và đội Chip 2. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức diễn ra trận chung kết và cả trận tranh 3-4 nha anh em. Trong round đấu này, trong trận đấu này ai sẽ là người vào chiến thắng thì sẽ chính thức vào trận chung kết nha anh em. Chúng ta chỉ còn 1 phút 40 giây. Và người thua sẽ vào tranh 3-4 trong trận đấu song tuyển sát thủ của server Đại Thiên Sơn này. Mộc Lan Thớt vẫn đang cố gắng đam về hướng Nga Mi VIP. Chúng ta chỉ còn 60 giây. Chắc chắn với em rằng mỗi bên đều có Nga Mi và Thiếu Lâm và đều có hỗ trợ từ Nga Mi nên là rất là châu bò. Nên là chắc chắn với em thì chúng ta sẽ biết kết quả sau khi kết thúc round đấu này, sẽ biết được điểm số ai là người chiến thắng thôi em. Tại vì họ rất khó kết thúc được đối phương. Rất khó mà kết thúc. Chúng ta chỉ còn 20 giây nữa chuẩn bị ai sẽ là người giành chiến thắng trong round đấu thứ hai này. Nếu mà đội top 1 giành chiến thắng tiếp tục, họ sẽ chính thức vào vòng chung kết. Theo như mình dự đoán là đã chính xác rồi anh em. Đội Sóng Gió chúng ta đã bị đánh trúng 428k điểm. Wow, hai bên chênh lệch chỉ có 200 điểm. Rất là đáng tiếc cho đội của Thiếu Lâm Mộc Lên Thớt. Và về bên đội của top 1 thì Bên Cực bị dính đam 428k và đi kèm theo của đó là 790 điểm thôi. Và Bên Cực đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng đội top 1 đã giành chiến thắng trong round đấu thứ hai. Và rất là đáng tiếc cho đội Gà Thì Sao, họ chỉ thua khoảng 200 đam thôi. Rất là đáng tiếc, một điểm đam không hề cao chút nào. Và chúng ta xin chúc mừng đội top 1 đã chính thức vào vòng chung kết. Và xin chia buồn cho đội Gà Thì Sao, họ đã thua với điểm số 2-0. Và họ sẽ có vé tranh vào tranh vòng 3-4. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu thứ hai của ngày hôm nay. Đó là đội đấu Never và đội Chip 2. Chúng ta cùng chờ đợi hai chiến đội này chuẩn bị vào đấu trường. Đội Never vào đánh chung kết luôn hả? À, đội Chip 2 không đánh à? Không tham gia. Anh em cùng chờ đợi trong giây lát mình xem thử nha. Các bạn như đội Chip 2 không thấy rồi anh em ơi. Anh em đợi chút nha, mình OK, và chúng ta sẽ trong round đấu thứ hai thì đội Never đã được đội Chip nhường cho vào thẳng vòng chung kết rồi. Có vẻ như chúng ta sẽ tiếp tục, sau đây sẽ là chính thức vào trận chung kết. Trận chung kết
Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận 3-4 của đội Gà Thì Sao với đội Chip 2. Và chúng ta sẽ đỡ lại trận cuối cùng, đó là trận chung kết giữa đội Never và đội Top 1. Ai sẽ là giành quán quân của xâm tuyệt sát thủ server Đại Phật Sơn này, sau đây anh em Đại Thiên Sơn này nha anh em. Đại Phật Sơn anh em, server này là server Đại Phật Sơn nha. Đại Phật Sơn mình nhầm với server Đại Thiên Sơn. Ok, và chúng ta sẽ chính thức trận tranh 3-4 trước, đó là giữa hai đội, đó là đội Gà Thì Sao và đội Chip 2. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa. Rồi hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Mà sân sông trên vai đời anh hùng, ta đi mang sáng lòng chân thế sao. Gì trời, còn rớt cái kia xuống nó bỡ kính nha. Thọc 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 đấy. Anh hùng thiên lòng bạc bộ. Anh hùng thiên lòng bạc bộ. Anh em chúng ta cùng chờ đợi sau ít phút nữa, trận tranh 3-4 sẽ chính thức bắt đầu ngay bây giờ. Đó là đội Gà Thì Sao gặp với đội Chip 2. Và trận chung kết của chúng ta, đó là đội Top 1 gặp với đội Never, sẽ là trận đấu cuối cùng. Điều phong cất đang quay hàng long, cùng hư chúng điều sao thần thông. Lục bạc kim lăng phá muôn nơi, đoàn sư nội công hùng anh xứng danh. Ta tiếng lòng trái tim người anh hùng, cho nhiều chí trai thoát phiêu bà. Oh, oh, oh. Về đại lý Tô Châu Lạc Dương, phát lên mặt. Ok anh em, chúng ta sẽ vào trận tranh 3-4 ngay bây giờ. Và đội mọc lên trước là đội Gà Thì Sao. Lúc nãy mình cũng đã soi đồ cho anh em rồi. Bây giờ chúng ta cùng soi đồ của team đấu đội Chip 2. Đây là Hemi Virus. Đang chuẩn bị mình một set vô trần luôn anh em. Bao tay vô gian, đai lưng vô gian, giày vô ma, một thanh kiếm sinh lực cao và thời gian chậm 40. Và đây là nem độc Never Lock. Trang bị cho mình một set âm vang 20, 30, 30. Bao tay minh ảo, nón chú phượng, áo u lung, đai lưng u lung, thanh đao tóc 30, kháng hỏa 17 và banh sắt 64. Giày rất là đẹp. Wow, thời gian chậm 40, phòng thủ 24 và tốc độ 25. Và bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây để chính thức vào round đấu tranh 3-4 đầu tiên này.
Chúng ta cùng chờ đón liệu sẽ như thế nào. Thiếu Lâm đang dí thẳng về nắm độc Never Love, và Ngà My cũng đang cố gắng đam về nắm độc. Nắm độc đang bị dính đam rồi. Đại Nam Độc đang xử lý chiều sau hình chạy lung tung hai đối phương để hút mana khá là hợp lý. Và đi kèm vào đó những đòn bắt đập xuyên tâm. Và Ngà My và Rớt thì vẫn đang cố gắng giữ đam của Thiếu Lâm mọc lên thớt để khỏi bị xuất chiều đánh Nam Độc của chiến đội của mình. Và Nam Độc Never Love đang cố gắng đánh về Ngà My sóng gió. Anh ta đang thiếu một cái bùa rút độc, không biết bùa rút độc đâu rồi. Mình chỉ thấy bom bùa âm kháng độc thôi. Bùa rút độc đâu rồi anh em? À như có rồi, có bùa rút độc rồi, có bùa rút độc rồi. Nó đi kèm song song với cái kêu của Nga My nên là mình không thấy. Và bây giờ Nga My sóng gió đã kết thúc rất là nhanh sau vài đòn bắt độc xuyên tâm đến từ Nam Độc Never Love. Và bây giờ thì chỉ còn một mình mọc lên thớt Thiếu Lâm đối đầu với Nam Độc với Nga My. Và bây giờ thì chính thức chúng ta là có trận tranh ba tư rao đấu đầu tiên này. Đội Virus là đội Never, sau đây anh em là đội Chip 2 đã có một điểm đầu tiên. Đội Chip 2 đã có điểm đầu tiên cho mình. Và họ đã có một rao đấu đầu tiên cho mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở rao đấu thứ hai, trận tranh 3-4 này. Trong trận đánh này chúng ta có vẻ thấy Nam Độc Never Love đánh khá là hợp lý, khá là hấp dẫn. Anh ta di chuyển rất là hay. Sau vài đòn búp bùa và anh ta đã kịp thời kết thúc Nga My sóng gió. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón rao 2 của trận tranh 3-4 của sông tuyệt sát thủ này. Hiện tại hai bên đang đi mua máu nha anh em. Sống dô về đâu, ngàn tình tú chỉ là giấc mơ. Bao yêu thương ngọn bùi cùng chia sớ. Khó quên sao nụ cười của em. La 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 la. Anh em chúng ta cùng chờ đợi sau khoảng 1 đến 2 phút nữa rao đấu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu nha anh em. Và chúng ta đã có điểm số, đó là Chip 2 đã có một điểm đầu tiên cho chiến đội của mình. Ở trận tranh 3-4 này thì chúng ta cũng đánh là 3 round và ai thắng 2 round sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc nha anh em. Chỉ có chung kết thì chúng ta mới đánh là 5 round và lấy 3 round thôi. Đại Nga My sóng gió của tem gà thì sao mình chưa thấy vào. Đây vào rồi. Đây chúng ta cùng xem sơ qua Nam Độc vừa làm bằng thánh khá là tuyệt vời. Anh ta đã kết thúc Nga My ra rất là hợp lý. Và trong những phút cuối cùng thì anh ta cũng có thể kết liễu được Thiếu Lâm. Và nhờ phụ trợ của Nga My và Rớt khá tuyệt vời. Ta trang bị cho mình là một set âm băng bình thường thôi, kèm với một thanh đao top 30 băng sát số 44.
đôi giày thì tốc 25, phòng thủ 24, thời gian chậm 40. Nón chú phượt, áo ô lung, đai lưng ô lung và bao tay minh ảo. Một con xích lông cầu khá là hầm hố. Và đây là Ngami Virus. Một set vô trần nhà anh em chúng ta chỉ còn 20 giây nữa bắt đầu ra đấu thứ hai của trận tranh 34 này. Set vô trần đi kèm với bao tay vô gian, đai lưng vô gian. Và bây giờ set đấu, run đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Nam Độc đang cố gắng bút bùa cho Ngami. Sóng gió đang ăn bùa. Hiện tại bên chiến đội của Mộc Linh Thất và Ngami Sóng Gió, họ vừa ăn những đòn đam từ đầu. Ngami và Rất đang cố gắng đánh về hướng Thiếu Lâm. Liệu chúng ta cùng chờ đón trận tranh 34 này, liệu Team Chip 2 họ có thể giành chiến thắng ở round đấu thứ hai này không? Nếu mà round đấu thứ hai này họ giành chiến thắng thì họ sẽ chính thức là người chiến thắng giải ba chung cuộc của giải trong tuyệt sát thủ này. Ngày mì sóng gió vẫn đang đàm thẳng về hướng Nam Độc Neverlock, và Thiếu Lâm Mọc Lên Thất vẫn đang đạp đúng rồi. Sau một hòn dính đam rất là nhiệt tình từ Ngày mì sóng gió và Thiếu Lâm Mọc Lên Thất thì rất là đáng tiếc cho Nam Độc Neverlock. Nam Độc Neverlock đã dính những đòn đam, anh ta không thể di chuyển và đã chấm dứt trận đấu. Và bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi Ngami Virus. Anh ta đang cố gắng làm cái gì đây? Anh ta đang di chuyển vào góc. Anh ta đang cố gắng né đam và đang cố gắng trụ đam hay sao đây? Chỉ còn một đấu hai. Chắc chắn em rằng trận đấu này thì rất là khó cho đội của Virus. Dính đam rồi. Nếu mà tình hình như thế này, chắc chắn em rằng đội Mọc Lên Thớt và Sóng Gió họ sẽ có một điểm. Sẽ có là chiến đội Chip 1-0 và gà thì sao? 1-0, họ sẽ chính thức một đều thôi. Họ đang cố gắng dí đánh Ngami Virus. Chỉ có một mình anh ta thôi. Chắc chắn mình em rằng sẽ có một trận tranh chung kết của trận 34 này rồi. Dính đam. Nếu bây giờ mà tem gà thì sao? Họ chiến thắng thì chúng ta sẽ chính thức vào đấu thứ vào round đấu thứ ba. Đó là round đấu chính thức và có vẻ là round đấu chung kết của trận tranh 34 này. Mình sẽ theo chân ngày 10 và rớt cho anh em xem. Tình hình này thì rất khó, phần thắng sẽ thuộc về Ngami Virus, rất khó. Anh ta chỉ còn một mình anh ta một đấu hai thôi. Và anh ta đang di chuyển để câu đam. Anh ta đang chờ may mắn vào những giây phút cuối cùng. Liệu đam của mình từ đầu có chiến thắng được hay không? Ta đang vẫn dính đam, người ta trụ đam rất là châu bò. Nếu tình hình như thế này thì anh ta rất khó mà ăn được điểm số. Vẫn đang bị dính đam đều đều. Chúng ta chỉ còn 2 phút 40 giây. Rút cầu dao giùm em. À, có vẻ là Ngami Virus đang chờ phần thắng may mắn về đội hình của mình khi hai tem đối thủ bị cúp điện. Anh ta khá là thú vị, rất là thú vị đấy. Anh ta đang chờ một sự may mắn nào đó, hai tem đối phương sẽ bị cúp điện. Vãi nồi ông này. Anh ta đang cố gắng chờ một sự may mắn nào đó.
Đây là trận tranh 3-4 nha anh em. Rút cầu dao giùm em vậy nói. Hài não quá. Có vẻ như sau cái chết của năm động Never Love thì bao nhiêu khó khăn đã dồn dập về Ngami Virus. Anh ta đang trông chờ vào cái sự cúp điện. Cúp điện là bị hoặc là bị rút cầu dao từ đội của đối phương. Chúng ta còn một phút nữa thôi. Tại Ngami Virus, anh ta đang cố gắng trông chờ trong những phút cuối cùng. Chỉ còn 20 giây nữa thôi. Nếu mà điểm số đam của họ cao hơn thì họ sẽ chiến thắng thôi. Chúng ta chỉ chờ đợi trong giây phút này. Wow, what the hell. Anh em có thấy gì không? Virus chiến đội 1 đánh trúng 138k và Mọc lên thớt đánh trúng 80k thôi. Và phần thắng chung cuộc đã nghiêng về đội của Ngami Virus và năm độc Never Love. Một trong trận đấu khá là thú vị. Trong những giây phút cuối cùng thì Ngami Virus anh ta đã di chuyển và né đam rất là ok và đã giành phần chiến thắng cho team của mình. Rất là hay. Và thế là team chip đội chip 2 đã giành chiến thắng anh em ơi. Chung cuộc và chip 2 win. Giải 3 Gà thì sao đã thua và rất đáng tiếc cho team Gà thì sao. Thua điểm rồi. Anh em cũng đã thấy trên bảng điểm màn điểm không? Ngami, team Ngami Virus đã giành chiến thắng. Và chúng ta đã có chính thức giải 3 của chúng ta, đó là team chip 2 đã giành chiến thắng. Và team Gà thì sao chỉ dành cho mình giải 4 thôi. Rất đáng tiếc trong những giây phút cuối cùng thì team Gà thì sao chỉ hai đóng một nhưng mà anh ta không kết thúc được. Rất là đáng tiếc. Chúng ta sẽ vào trận chung kết ngay bây giờ. Chung kết của chúng ta đó là đội top 1 và đội Never. Đội top 1 sẽ gặp đội Never và chúng ta sẽ đánh 5 round nha anh em. Chúng ta sẽ có trận chung kết sẽ đánh 5 round nha anh em và đội top 1 sẽ gặp đội Never ngay bây giờ. Ok, đó là các bạn như là đội Never, đó là đội chị 3 lãnh đạo và chị 2 lãnh đạo. Chị 2 lãnh đạo thì mình chưa thấy. Đây là đội chiến đội Never, chị 3 lãnh đạo là một ác gì đây? Một ác giỏ đó. À, một ác Ngami cũng đang chuẩn bị mình một set vô trần. Một set vô trần nha anh em. Giày vô ma, đai lưng vô gian, bao tay vô gian, áo thổ, thời gian chống độc phục hồi 40, sinh lực nội lực khá đẹp, và một thanh thôn nhật chản song đao kháng banh và thời gian chống độc khá ok. Trang bị đỡ đánh đường môn thì rất là đẹp luôn. Hai món đã được 80 thời gian chống độc. Và đây là chị 2 lãnh đạo.
chị hai lãnh đạo của tem Never trang bày cho mình một set đăng bang, trang bày cho mình một set đăng bang hoàn mỹ. Sinh lực nội lực toàn 200, rất là đẹp, bao tay minh ảo, nón chú phượng, áo ô lung, giày ô lung. Ở quần sáu này anh em đai lưng ô lung, giày tốc độ thời gian chậm 40 và phòng thủ 21, thanh đao cũng rất ok, sinh lực sắp thương phần 181, kháng họ 22, bằng sắt 58 và thời gian chóng 40, tốc độ 30, rất là đẹp. Không còn gì để chờ ở cái thanh đao này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào round đấu đầu tiên của trận chung kết của ngày hôm nay của giải đấu sân tuyệt sát thủ giữa đội Never và đội Chiến. Sau đây anh em, giữa đội top 1 và đội Never. Tại đây là hai chiến đội chúng ta, chị 2 và chị 3, đó là đội Never. Và chúng ta có thể xem lại đội top 1. Đội top 1 là họ đã giành chiến thắng trong trận bán kết đầu tiên. Đây là Thiếu Lâm Băng Cực, trang bị cho mình một set đăng bang hoàn mỹ. Đao bao tay tứ không, nón mộng lông, áo mộng lông, đai lưng tứ không, thanh đao tứ không 2953 cấp, giày phục ma. Chúng ta còn 20 giây. Và đây là Ngami Mercedes Ngami VIP, cũng trang bị cho mình một set vô chân để kích tất cả các thuộc tính của những trang bị còn lại. Bao tay vô gian, một đai lưng định quốc, thời gian lái cho mình thời gian chống độc 80, áo chống độc, kháng độc. Ok, và set đấu đầu tiên của trận chung kết đã chính thức bắt đầu. Nếu mà bên đội của top 1 họ sẽ kết thúc 5 độc chị 2 lãnh đạo sớm hơn thì may ra phần thắng sẽ giành chiến thắng. Hiện tại hai bên hai người đang cố gắng đâm thẳng về năm độc chị 2 lãnh đạo. Và sau một hồi tấn công thì chị 2 lãnh đạo đã kết thúc được Ngami VIP một cách rất là nhanh gọn sau khi vứt hai cái bùa và đánh cho mình hai đòn bắt độc xuyên tâm. Thì Ngami Mercedes đã kết thúc rất là nhanh, và sau khi đó thì Thiếu Lâm Băng Cực cũng chết rất là nhanh sau khi dính hai cái bùa của năm độc và một cái bùa âm kháng băng. Và trận rao đấu đầu tiên này, trận chung kết thì phần thắng đã thuộc về đội Never. Chúng ta có một điểm về đội của Never. Và chúng ta đã có điểm số 1-0 về chiến đội của Never. Rất là nhanh, chiến đội này có năm độc đánh rất là tốt. Chị hai lãnh đạo anh ta di chuyển khá đẹp. Chúng ta cùng chờ đón round đấu thứ hai của trận chung kết ngày hôm nay. Rất đáng tiếc cho tem đấu top 1, đó là Băng Cực với Ngami VIP. Công nhận quá nhanh, quá nguy hiểm. Chúng ta cùng chờ đón round đấu thứ hai. Round đấu thứ hai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu sau khoảng 1 đến 2 phút nữa nha anh em. Anh em chờ đợi trong giây lát nha. Và anh em đang xem livestream này thì đừng quên để lại một like, một chia sẻ để ủng hộ các chiến đội chúng ta tham gia hôm nay nha anh em. Và hai bên đã mua máu xong rồi. Chúng ta cùng xem sơ qua set đồ của anh em độc chị hai lãnh đạo. Trang bị cho mình một set âm bang hoàng mỹ, cực phẩm, cực cực phẩm luôn. Anh em cùng xem qua.
Đây là set cực phẩm luôn nha anh em. Mắt ộp hoàn toàn. Bao tay minh ảo, nón chú phượng, áo u lung, đai lưng u lung, giày phòng thủ và thời gian chậm, tốc độ 35, thanh đao rất là đẹp. Chúng ta cùng chờ đón round đấu thứ hai của trận chung kết ngày hôm nay sẽ diễn ra sau ít phút nữa. Chúng ta cùng chờ đón round đấu thứ hai ngay bây giờ. Tại hai bên đang chuẩn bị cho mình nha anh em. Anh em chờ đợi trong giây lát. Ok. À, mọi người đang tại tỷ. Gì vậy? What the hell? Sao lạ vậy ta? Anh em chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát nha năm. Ok, và round đấu thứ hai của trận chung kết chúng ta đã chính thức vào bên trong. Đây là round đấu thứ hai của trận chung kết ngày hôm nay. Đó là giữa team đấu đội Never, đó là chị Ba và chị Hai lãnh đạo. Và team đấu đội Tấm 1 đó là đó là Thiếu Lâm Banh Cực và Nga Mi VIP. À,
心上，是来自一处残破的物语，我不知道何物的记忆是否会成为为谁而执着。Và đã đấu thứ hai chúng ta chỉ còn khoảng 40 giây nữa để bắt đầu. Chúng ta chỉ còn 20 giây để chính thức rao đấu thứ hai của trận chung kết này bắt đầu anh em ơi. Và bây giờ thì Nam Độc chị hai lãnh đạo đã bút nghe mì vip hai cái bua rất là nhanh. Bây giờ anh ta đang di chuyển đánh những đòn đam rất sự bắt độc xuyên tâm. Nghe mì đang rút độc, không biết bên nghe mì vip anh ta có trang bị cho mình những cái giải độc hay không. Và ở tuần rao đấu thứ hai này thì Thiếu Lâm bên cực anh ta đã chuyển sang Thiếu Lâm Quyền, đã chuyển sang Thiếu Lâm Quyền và đã dưới ngựa đang cố gắng đam thẳng về Nam Độc chị hai nhưng mà không được, anh ta lại đam qua chị ba lãnh đạo. Có vẻ như tình huống này là anh ta sẽ cố gắng kết thúc một ai đó. Chúng ta cần chờ đón liệu Thiếu Lâm banh cực có làm gì được hay không. Và bây giờ nghe mì vip đã hoàn toàn về thành dưỡng sức, chỉ còn một mình Thiếu Lâm bành cực thôi anh em. Và trận đấu chúng ta ở rao đấu thứ hai này đã cũng đã có kết quả, tem đòi đấu Never đã có cho mình thêm một điểm tiếp tục, đó là tem của chị hai và chị ba lãnh đạo, họ đã lên điểm số 2-0 và họ đã win ở trong rao đấu thứ hai này. Và chúng ta sẽ chuẩn bị rao đấu thứ ba. Chúng ta sẽ chuẩn bị ở rao đấu thứ ba này nha anh em. Hiện tại hai bên đang đi mua máu nha anh em. Anh em chờ đợi trong rao đấu thứ ba nha anh em ơi. Hiện tại chúng ta đã có chiến thắng, phần thắng đã thuộc về tem Never, đó là tem của chị hai và chị ba lãnh đạo. Anh ta đã có trong mình hai rao đấu khá là hợp lý. Những đoàn di chuyển của Nam Độc của chị hai lãnh đạo rất là ok, và đa số là những đoàn đam của anh ta luôn kết thúc về Ngami. Và sau khi Ngami chết đi thì chỉ còn một mình Thiếu Lâm thì không còn ăn thua gì cả. Chào Đồng Hồ Cát nha, hello anh em. Chúng ta sẽ chờ đợi rao đấu thứ ba của trận chung kết này ngay bây giờ. Trận ba Thiếu Lâm bỏng.
是anh em chúng ta đang đợi bên đối phương đang có thể là sẽ thay đổi qua một cái hướng đánh khác, đó là anh Thiếu Lâm. Có vẻ như anh ta đang muốn cố gắng di chuyển đi anh em ơi, anh ta muốn cố gắng đổi một lối đánh khác, và có vẻ như là sẽ đổi thành phái gì đây mình chưa biết, anh em cùng chờ đợi sẽ như thế nào. Có vẻ như Băng Cực đã trở lại Thiếu Lâm Đao. Anh ta đã trở lại Thiếu Lâm Đao sau một hồi suy nghĩ. Chúng ta sẽ chờ đón ra đấu thứ ba ngay bây giờ của trận chung kết Sơn Thiệt Sát Thủ Mấy Chủ Đại Phật Sơn ngày hôm nay. Ta muốn xem trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại set đồ của chị ba lãnh đạo và chị hai lãnh đạo. Chị ba là Mạc Nga My. Một set vô trần nha anh em, đi kèm với vài món vô gian và giày vô ma, hai món đồ xanh rất là đẹp. Và đây là chị hai lãnh đạo. Đang mang cho mình một set ăn bàn cực phẩm hoàn mỹ, mát hoàn toàn, đi kèm với những trang bị năm độc rất là hợp lý, rất là ok. Và trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng hơn một phút nữa sẽ bắt đầu ra đấu thứ ba này. Một thanh đao tóc 30 bản sắc 58 phục hồi quân sáu anh em, thì dân chón 40 và kháng họ 22, một đôi giày 40 làm chậm 21 phòng thủ và tốc độ di chuyển 35. Anh em chờ đợi ra đấu này sẽ như thế nào đây. Chúng ta cần chờ đón liệu sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ còn 20 giây. Và đây là set đồ của anh Thiếu Lâm Băng Cực. Hiện tại set đấu thứ 3, rào đấu thứ 3 là chính thức bắt đầu. Mình chưa kịp xem đồ của Thiếu Lâm, cái gì anh em tua lại xem cũng được nha anh em. Còn không tí nữa ra đấu thứ 4 mình sẽ xem cho anh em sao coi. Chào Long Thiên Phú nha. Hiện tại năm độc chị hai năm độc đang cố gắng dí hướng thẳng về Nga My VIP. Đã bút được những cái kêu âm bùa và âm kháng băng cho Nga My. Và vòng thời gian rút độc, hiện tại bây giờ đang dí đánh thẳng về hướng của Thiếu Lâm. Nga My VIP đã di chuyển đi đâu rồi? Chị hai năm độc vẫn đang dí về hướng Nga My. Nếu mà ở trong rào đấu này team của chị hai và chị ba lãnh đạo giành chiến thắng thì họ sẽ là người chiến thắng giành ngôi quán quân của giải đấu Sơn Thiệt Sát Thủ này. Có vẻ như là Nga My đã về thành dưỡng sức. Giờ bây giờ chỉ còn chưa sao đây anh em. Nga My VIP ở bên ngoài này mình chưa kịp nhìn anh em ơi. Nga My VIP đang dính đam. Chúng ta cùng chờ đón liệu Băng Cực có kết thúc được năm độc chị hai lãnh đạo hay không. Nga My VIP và Băng Cực đang cố gắng đam chị ba lãnh đạo, và ở xa xa thì chị hai lãnh đạo đang đánh những đòn âm vong từ cốt về hướng Nga My.
Anh ta đang cố gắng tiện lợi những cái khoảng cách xa anh ta đã đánh những đòn chưởng âm vong thực cốt. Và bây giờ lại leo lên ngựa thôi. Trong trận đấu này, Nga My đã về thành dưỡng sức sau một hồi dính đam độc. Và bây giờ chỉ còn một mình Thiếu Lâm Bành Cực thôi. Chắc chắn anh em rằng trận đấu này sẽ kết thúc ngay và liền thôi. Nam Độc sẽ cho vài đoạn đam bắt độc thì Thiếu Lâm Bành Cực rất khó mà di chuyển thôi. Đi vào đó thì chị Ba đang đánh những đòn phong xương giữ chân thì rất khó mà anh Thiếu Lâm này di chuyển. Nhưng mà không, anh ta đã di chuyển ra được bên ngôi. Chúng ta cùng theo chân Thiếu Lâm Bành Cực. Anh ta đang đam ngược về Nga My, chị Ba lãnh đạo. Anh em đang xem livestream này thì đừng quên để lại một like, một chia sẻ ủng hộ các đội thi đấu hôm nay chúng ta nha anh em. Và đây là trận đấu cuối cùng tranh chung kết. Và bây giờ chúng ta đã có điểm số ngay bây giờ. Đội Never đã giành chiến thắng chung cuộc. Đó là 3-0. Rất là xin chúc mừng đội của chị Hai và chị Ba lãnh đạo, đó là đội Never. Họ đã chính thức giành được quán quân của giải đấu Sông Tuyệt Sát Thủ của mấy chủ Đại Phật Sơn này. Và đội còn lại đó là đội top 1, đó là Thiếu Lâm Bành Cực và Nga My VIP. Họ chỉ giành đó là đội top 2. Never win. Ba không. Nhầm. Win chung kết. Ok, bây giờ thì không còn gì hơn. Mình xin off cái livestream tại đây. Và cảm ơn anh em đã xem cái giải đấu Sông Tuyệt Sát Thủ này. Và giải đấu Sông Tuyệt Sát Thủ này đã chấm dứt tại đây. Và xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái livestream này. Và xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những buổi livestream lần sau. Mình là Duy Khải và chúc tất cả anh em một buổi tối vui vẻ bên gia đình nha anh em. Và mình xin tạm biệt, bye bye mọi người nha. Ok, hẹn anh em những buổi livestream sau nha. Chào Nguyễn Quang Vinh. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người nha.